Xin chào các bạn, hôm nay thì ZK Việt Nam sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc ấm đun siêu tốc của hãng Socani. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp và kiểm tra cái chất lượng của sản phẩm của bên mình hôm nay. Thì các bạn có thể theo dõi nhé. Đầu tiên mở hộp ra này. Thì tổng quan bên đầu tiên cái hộp thì sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo là bên trong sẽ có một cái lớp xốp để chống sốc này, ấm này, có dây để đun này, bên dưới sẽ có lớp lót này, đây mình sẽ để ra ngoài nhé. Xem bên trong ấm sẽ có cái gì nào. Ok, ấm lên, đun. Ok, thì đây là bộ sản phẩm này, mình sẽ thử xem cái chiều dài của dây đun này nó có bao nhiêu nhé. Ồ, khá dài, mình đo được khoảng hơn 3 găng tay của mình. Cái dây của nó, mình thấy tổng quan ban đầu thì nó sẽ to hơn một chút so với cả những cái ấm bằng inox thông thường và sẽ dài hơn một chút, khoảng 15 phân đấy, dài hơn khoảng 15 phân. Ở bên dưới có cả thông số kỹ thuật, các thứ chi tiết của máy này. Điện áp là 2000, công suất là 2000W này. Ok, còn đây là chữ ấm. Chữ ấm thì tổng quan là khá đẹp. Khá đẹp, có cả mức nước. Mức nước ở đây là mắc là 2 lít. Mức nước mắc là 2 lít. Các bạn có thể nhìn thấy đây, mức nước này. Thì các bạn chỉ đun đến khoảng 2 lít này thôi, không nên để quá mức này. Tiếp theo này, mình sẽ xem các công tắc của nó thế nào nhé. Công tắc bật nguồn và tắt nguồn này, khá là trơn này. Ok, tiếp theo là cái công tắc này là gì đây? Để mở nắp ấm các bạn ạ. Cái nắp ấm của nó còn có một cái lớp lưới này, để trong trường hợp các bạn pha trà thì cái lớp lưới này sẽ lọc những cái cặn trà, những cái cặn bã của các bạn, khá là ok đấy. Thì cái lớp lưới này chắc chắn những cái sản phẩm ấm bình đun thông thường sẽ không có. Và cái bình này, cái này là bằng thủy tinh các bạn ạ, thủy tinh 100% nhé, thủy tinh chịu nhiệt. Ok, thấy khá là hay đấy. Và bây giờ mình sẽ đây, ở bên dưới của nó cũng đã có cái thông số kỹ thuật. Thông số kỹ thuật của cái máy này cũng là 2000, công suất 2000W đây. Nó có các lưu ý cho các bạn khi dùng máy này. Cái này nó bằng tiếng Anh thì không biết đọc như nào. Ok, máy khá là hay. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cái ấm này đun xem thế nào nhé bạn nhé. Ok, mình có một cái ấm cũ mình đun ở nhà mình nhé. Bây giờ mình sẽ so sánh với cả cái ấm này, xem thêm chất lượng của hai ấm này. Thì cái ấm bằng inox này các bạn thấy này, nó sẽ không có cái đường đo cái mực nước như cái ấm này. Thì và bây giờ mình sẽ xem chất lượng của cái dây nhé. Thứ nhất là cái dây này, cái dây này chắc chắn là cái dây này sẽ ngắn hơn này, ngắn hơn này khoảng 10 phân đấy, ngắn hơn 10 phân đó, các bạn thấy chưa? Và các bạn nhìn này, cái đường kính dây này, đường kính dây của cái ấm bình trong này to hơn hẳn này, nhìn to hơn hẳn đó, vừa to vừa dài hơn. Thì đương nhiên là cái độ bền của nó sẽ cao hơn rồi. Và các bạn nhìn cái nắp này, sẽ các bạn sẽ bật ở đây, còn cái này sẽ tự động lên này cho các bạn, rất là hay đúng không ạ? Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ cắm thử xem cái bình này nó có ổn không nhá. Ok, sau khi mình đã đổ nước vào rồi, giờ mình sẽ cắm thử xem cái hoạt động nào nha. Dây khá là dài các bạn ơi. Ok, bật lên. Tổng quan nhìn khá đẹp các bạn. Rất đẹp khi mà nó có cái led ở bên dưới này, nó sẽ làm cái sáng cái ấm nước này các bạn lên để các bạn nhìn. Mình vừa mới cắm xong thì nó đã thấy đã sủi tăm rồi. Đây đã sủi tăm, có lấm chấm li ti đây. Đã thấy sủi tăm rồi, vừa cắm xong. Ok các bạn, khi mà mình quay đây,
khoảng mình đun này là khoảng chưa đến 5 phút, khoảng 3-4 phút đấy, nó đã sôi này rồi, nó ngắt rất là nhanh các bạn. Để đánh giá về sản phẩm này là khá là ok, so với tầm giá trên thị trường thì cũng ổn. Thì cái sản phẩm này ở bên mình là máy ấm đun nước siêu tốc Socani, thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 249.000. Nếu các bạn có quan tâm thì các bạn đặt hàng ở link bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.